Như thấy cái ngôi nhà của Như thì giống như cái tổ chim. Như thì giống như con chim mẹ, mà hai đứa con của Như thì nó giống như hai con chim con vậy đó. Vừa mới đi làm về thôi là nó kêu đói bụng. Ok, đói bụng thì bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm cho con ăn. Hôm nay á thì Như sẽ làm thịt ram. Thịt này á thì Như mua ở siêu thị Lidl. Siêu thị Lidl là siêu thị của Đức, nhưng mà được bán ở Thụy Điển. Với cái loại thịt này mà bán ở siêu thị của Đức á thì nó sẽ rất là rẻ, nhưng mà nó rất là hôi, phải đem về rửa với nước ấm với lại muối thật là kỹ thì mới có thể chế biến và nấu ăn được. Mà thịt này á chưa có hôi lắm đâu nha. So với cái đuôi với cái móng á thì cái đuôi với cái móng nó thôi gấp 10 lần. Như cũng không biết như thế nào, có thể là con heo nó ngồi á, cái đuôi nó chấm dưới đất, còn cái chân á thì nó đi dưới đất hay sao. Hai cái bộ phận tiếp đất đó đó, nó hôi dã man luôn. Rất là hôi, thịt này là đỡ hôi rồi nhưng mà Như cũng phải cố gắng rửa 3-4 nước ấm xong rồi rửa qua nước muối. Sau đó để cho nó ráo nước thì bắt đầu mới chế biến và ăn được. Mà không phải thịt mua ở siêu thị của Đức á, thì mới hôi đâu nha. Thịt mua ở siêu thị của Thụy Điển mà heo của Thụy Điển thì nó cũng vẫn hôi như thế thôi à. Cho nên á, là phải chịu khó rửa thôi thì mới nấu ăn được. Thịt sau khi mà rửa để ráo nước rồi á thì bây giờ Như sẽ cắt cho nó mỏng mỏng ra để mà mình ướp á cho nó dễ thấm. Cái loại thịt này á mà đem đi chiên hoặc là đi nướng để mà ăn cơm tấm á thì nó sẽ rất là ngon luôn. Nhưng mà người Thụy Điển á thì họ không có thích, họ chỉ ăn thịt phi lê thôi. Chứ thịt mà có mỡ mỡ như thế này nè thì họ sẽ không có ăn. Cho nên á thịt này ở Thụy Điển rất là rẻ, dù cho siêu thị Thụy Điển hay là siêu thị Đức gì á nó cũng sẽ rất là rẻ luôn. Như mua 1 ký thịt này á với giá chỉ có 130 ngàn á, tiền Việt Nam thôi. Sau khi mà làm mềm, đập cho mềm thịt rồi á thì bây giờ Như sẽ đi ướp. Như ướp vô đây là dầu hào nè, bột ngọt nè, rồi cà no, xong rồi cho thêm một chút xíu nước mắm. Và đặc biệt cái món này á thì nó phải ngọt mặn mặn ngọt ngọt, cho nên là Như cố tình á cho rất là nhiều đường ở cái món này. Để một chút xíu á nó lên màu đẹp nè, rồi nó có cái vị mặn mặn ngọt ngọt nữa, nó mới đúng là thịt ram. Cuối cùng á là Như sẽ cho vào đây một chút tỏi để mà cho nó thơm. Xong rồi trộn đều lên. Bóp cho nó nhiều nhiều để cho nó thấm gia vị với lại thịt á. Để một chút xíu mình ram cho nó đều, chứ để có chỗ có gia vị thì có chỗ không. Như làm nhiều như thế này nè, để khi nào mà mình đi làm về mình gấp á thì mình lấy ra mình chiên. Hoặc là mình chiên sẵn rồi đem đến công ty á để mà đi làm bỏ vô hộp sẵn vậy đó. Như là tận dụng lắm nha, cực kỳ là tiết kiệm luôn đó. Hồi nãy Như chia thịt ra để ram đó thì Như chừa là một cục thịt nhỏ nhỏ nè. Bây giờ băm nhuyễn ra để dành một chút xíu nấu canh bí. Như sẽ nấu thêm một tô canh bí cho Tường Vi với lại Si nữa, với lại cho bản thân Như nữa, tại vì mấy hôm nay không có ăn canh. Thịt sau khi mà băm xong thì Như cho vô cái tô nhỏ để dành đem đi ướp. Ướp vô đây một chút xíu cà no với chút xíu bột ngọt. Ướp như thế này thôi, để một chút xíu á, mình có nấu canh á, mà nó có nhạt á, thì mình sẽ nêm thêm vô cái nồi canh. Có một mình thôi cho nên Như phải thật là nhanh tay lẹ chân thì mới nấu kịp cái bữa cơm. Còn ăn uống rồi còn phải dọn dẹp rửa chén rồi nghỉ ngơi nữa, cho nên á, là Như phải làm thật là nhanh. Bí này Như mua công ty mang về, mà có trái bí như thế này á, thì nặng khoảng nửa ký với giá là 50 ngàn. Bí này ở Thụy Điển thì 100 ngàn một ký, nhưng mà rất là ngon luôn. Người Thụy Điển thì hay nấu súp mà họ xay nhuyễn ra. Còn với Như thì Như chỉ là nấu canh với thịt hoặc là nấu canh với tôm thôi, chứ Như không có ăn súp như Thụy Điển được. Để gần vô, gần vô. Rồi. Ra mà ăn bánh mì cũng ngon lắm đó nha.
Xin chào ông bà cô chú. Con đang làm gì? Con đang lột trứng. Con lột trứng để làm gì? Con ăn trứng dầm với nước tương. Ăn trứng dầm với nước tương hả? Dạ. Rồi con lột đi. Con xong rồi. Con lột mấy trứng? Dạ, con lột một trứng, em lột một trứng. Con lột trứng, em lột một trứng hả? Dạ. Trời ơi, em biết lột trứng để ăn cơm nữa. Giỏi quá ta. Xin chào ông bà cô chú đây. Xin chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Dạ. Rồi. Con lấy cái chai nước tương đậu nành á. Dạ. Chai đó mặn lắm. Đó, đúng rồi. Nước tương đậu nành này là rất là ngon luôn đó Vi. Dạ. Giờ từng Vi múc canh ra từng chén. Cho mẹ một chén, em một chén với lại Vi một chén. Đâu, đưa chén canh cho mẹ coi. Có thịt bằm nè, có bí nữa nè nghe. Nồi canh bí màu đẹp ha. Mời em. Mời em mời cái chú anh chị ăn với con. Giỏi. Như xin mời tất cả mọi người ăn cơm với ba mẹ con của Như nha. Con có ăn cà chua không? Mẹ cho con cà chua Vi nè. Con ăn chưa? Con ăn chưa? Con lấy cái dĩa quá trời cà chua rồi nè. Cho mẹ ăn nước tương dầm với nha. Dạ. Trứng với nha. Con nửa trái. Mẹ cũng thèm á. Con nửa trái. Cái này nè mà con đâm nước tương tỏi ớt á với dắt chanh vô á dầm ngon hơn nữa. Con ăn trứng không? Si nửa trứng, mẹ nửa trứng ha. Cái trứng của con mà cái đó là trứng của Si. Cái nào cũng vậy nè. Okay. Trứng gà mà cũng phân biệt nữa. Như nhớ cái vụ ăn trứng gà này, cái như nhớ hồi xưa á, mắc cười lắm bà cô chú. Mẹ đi chợ về á, xong cái mẹ mua cho hai chị em hai đòn bánh tét. Mà hồi xưa một đòn bánh tét đó là 1.000. Vậy nè, hai chị em lấy ra đo, Như với Ngọc á, lấy ra đo bánh tét coi cái đòn nào dài. Mà sao tự nhiên cái đòn của Như á, nó dài một chút xíu này nè, chừng lóng tay à. Người ta gói lá chuối nhiều hay sao, hay nếp nhiều sao không biết. Mà dài cái Ngọc nó khóc, nó đòi, cái Như không đưa. Trời ơi, mẹ bắt lên quýnh cho mấy cây luôn mới chịu im. Hai cái đòn bánh tét, đòn ngắn, đòn dài mà không chịu phải điều nhau mới được. Cuối cùng mở ra bằng nhau. Cuối cùng mở ra thì đòn của đòn bánh tét của dì ba thì nhân chuối, còn đòn của mẹ thì nhân đậu, còn không có nhân. Trời trả báo. Mẹ luôn muốn ăn cái cục mẹ. Có măng tùm lỡ không? Mẹ chơi á. Buồn quá bà. Bà ngoại là mẹ của mẹ. Vừa bị quýnh mấy cây mà cuối cùng ăn đòn bánh tét chay nữa, không có nhân. Biết vậy đổi không? Biết vậy đổi là cho dì ba ăn đòn bánh tét chay. Biết vậy nhường mà được mẹ khen mà không có đòn bánh tét chuối. Cái thịt này nó mặn mặn, ngọt ngọt. Ha? Giòn giòn. Ngon ha? Thịt ăn bánh mì cũng ngon lắm đó nha. Nó có giòn cái gì ạ? Trời ơi, canh bí nó ngon. Con ăn nửa trứng còn lại đi. Chia cho em nửa cái nữa đi. Trứng dầm nước tương mà mê vậy hả? Hai đứa thích vậy hả? Con húp miếng canh bí đỏ đi. Ngon lắm. Mẹ nêm cái nước nó ngọt quá trời luôn. Nước bí nó ra ngọt quá. Con ăn cái cục bí vô đi. Bí ngon ha. Quá là ngon luôn. Ngọt. Ừ. Đồ mới tài đồ ngọt.
Ngon. Cũng ngọt mà bí ngọt. Cái này có cà chua nữa chứ. Ngày nay mẹ không có ăn cơm. Sáng mẹ ăn bánh mì. Xong rồi 10 giờ mẹ ăn bánh mì. Cái lúc mà 1 giờ nghỉ trưa á, là mẹ uống nước đậu đen á, mẹ no xong rồi mẹ đi về luôn. Tới chiều 3 giờ 15 mẹ về mẹ làm cơm, bây giờ này mới ăn. Tối 6 giờ 20. 3 giờ 15, mai tôi về bao nhiêu? 3 giờ 45 chắc. Năm giờ mà về đây là tầm khoảng 4 giờ 50. Ừ, tại vì mẹ phải tới trường học lái xe, mẹ chỉnh lại cái app á để mà học học lái xe, học lý thuyết á. Húp miếng nước canh. Trời ơi, thấy giờ thấy canh sợ vậy hả? Miếng nước canh nữa đi. Thấy nước canh mà nó sợ. Ăn hai tay con, đừng có chống một tay, ăn một tay vậy, để hai tay lên nè. Ngày nào hai đứa ăn cái gì chưa? Ngon quá. Ăn tắc Thích cuộc sống hả? tu Cái thịt này nó rất là mềm luôn. Nó mềm mà ướp nó dễ thấm nữa. Cho nên là ram nó rất là ngon luôn cả nhà. Mẹ đăng cái video vừa rồi lên á, kể về cái ông mà không cái ông nào con biết rồi đúng không? không Cái ông nhìn ra ban công mình, nhìn ra cửa bếp ổng, ông mập ông bá tiếng hả? mập. Ông Bái Thiến, nó nói ông Bái Thiến. Ông biết thấy con biết mà đúng không? Thì hôm bữa mẹ dặn con rồi đó, mỗi lần mà con xuống dưới xích đu con chơi đó, hai chị em xuống xích đu chơi mà ổng uống rượu mà ổng đi ra đó thì hai chị em chạy lên nha. Ừ. Nhưng mà Si nó nói nó không nhớ ông đó. Ông đó mà không nhớ. Đi ra công viên là gặp mà không nhớ. Vậy Ông tên gì mẹ không không nói tên. con thấy ông đó đáng sợ, Ừ? con thấy ông đó đáng sợ. Con thấy ông đó đáng sợ hả? Con sợ ông không? Mẹ thì bình thường thì mẹ không sợ, mà cái lúc mà ông xỉn ông đi đứng lại gần mình ông nói chuyện á, Sợ cái là sợ mẹ sợ, mà phải sợ mà kinh á, kiểu sao? gớm gớm á. Mà mẹ dặn này đó, cái ông đó đó. Với lại mấy bữa mà mẹ nhờ con đi siêu thị á, thì con đi lại siêu thị, nhưng mà dọc đường mà con có gặp ổng á là con cứ bỏ đi, còn nếu mà ổng vừa chạm tới con là con la lên. Tại vì ở Thụy Điển á, cả nhà, con nít hay phụ nữ cũng vậy, mà đứng ngoài đường la là bất kể ai người ta cũng lại người ta giúp hết, là người ta giúp liền. Hồi lúc vừa mới bước chân tới Thụy Điển nè, có hai vợ chồng người Trung Đông đó đó, nhưng mà nói chung là cái chị đó chỉ khóc thôi, chỉ đứng giường chỉ khóc thôi, anh chồng nói chuyện khóc thôi, không có lên không có la lớn tiếng đó. Nhưng mà người Thụy Điển họ vẫn đi tới họ hỏi thăm đó, là có chuyện gì. Rồi có một lần hai hai cặp ý lộn hai người đó, một cặp đó cũng trẻ trẻ người Thụy Điển, mà cái hai người là cãi nhau đó, xong chị gái đó cứ khóc la. Người Thụy Điển ngồi lại hỏi liền á, hỏi cái anh đó là làm gì vậy? Mà sao để chị khóc. Cho nên ở Thụy Điển á, có chuyện gì là con la lên, ai cũng có thể giúp. Mà tốt nhất thôi để đi siêu thị với mẹ đi, còn nếu không thì đi ban ngày chứ không có đi giấc chiều nữa. Bởi vậy á, con mới biết lý do tại sao mà mỗi lần mà Serena nó tới nhà của bà ngoại nó chơi á, mà nó đi ra ngoài thì lúc nào bà ngoại nó cũng đi theo hết. Bạn của Si á, bạn học của Si tới đây nè thăm bà ngoại á, là đi đi ra ngoài xích đu chơi, lúc nào bà ngoại nó cũng theo á Vi. Tại vì sợ cái ông đó đó. Nhưng mà ổng đâu có đi làm đi theo con đâu được đâu, con đi vô 1 phút luôn Con thấy ông là con chạy liền đúng không? á. Chứ sao? Ổng mới đi ra ngoài là con chạy liền. À, con thấy ổng vừa đi ra ngoài là con chạy rồi, chứ không cần tới gần con đúng không? Mà con nhớ ra cái ông đó chưa? Chưa. Trời ơi, ổng mập thiệt là mập đó, mà ổng lớn tuổi á. Ok, nói nê chưa? Được rồi. Chưa no, ăn nữa đi. No rồi thì bây giờ xin chào tạm biệt ông bà cô chú, xong rồi rửa chén.
tắm rửa, nghỉ ngơi, đi ngủ, sáng ngày mai dậy đi học, đi làm. Được Nó chưa? Bắt đầu một ngày mới. Nè, thì con được đi làm hả? Con được đi học. Được đi học. Ừ. Ok. Tạm biệt ông bà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Chúc tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè nha. Ba mẹ con của Như xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Công nhận làm YouTuber riết cái câu cuối làm như nó bị thuộc lòng luôn. Thuộc lòng luôn, không có dấp luôn á cả nhà.